91 tù nhân Ấn Độ, trong đó gồm toàn những tội phạm giết người nguy hiểm đã trốn thoát khỏi một cơ sở giam giữ ở Meerut, phía bắc Ấn Độ đêm hôm qua. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát thì toàn bộ số tù nhân này đã tẩu thoát bằng cách buộc nối những giải ga trải giường vào nhau và thả xuống từ tầng 3 của nhà tù, sau đó trèo xuống để bỏ trốn. Tuy nhiên, ngay sau khi bị phát hiện thì đã có 35 tù nhân bị cảnh sát bắt giữ lại.